Phẩm Diệu Pháp Sadama Vagga Một La Mã Kinh Quyết Định Tánh Chánh Tánh Thứ Nhất Bathama Samatani Yama Sutta 151 Thành tựu năm Pháp Này các tỷ kheo Một người nghe Diệu Pháp Không có thể nhập vào quyết định tánh Chánh tánh trong các thiện Pháp Thế nào là năm khinh lời thuyết giảng khinh người thuyết giảng khinh tự mình nghe pháp với tâm tán loạn không nhất tâm và không như lý tác ý thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo người nghe diệu pháp không thể nhập vào quyết định tánh chánh tánh trong các thiện pháp thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh chánh tánh trong các thiện pháp thế nào là năm không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, nghe Pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và như lý tác ý. Thành tựu năm Pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu Pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện Pháp. Hai La Mã Kinh Quyết Định Tánh, Chánh Tánh thứ hai Dutiya Samatani Yama Sutta 152 Thành tựu năm Pháp, này các tỷ kheo, một người nghe diệu Pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện Pháp. Thế nào là năm? khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm Pháp này, này các tỷ kheo, một người nghe diệu Pháp không có thể nhập vào quyết định tánh chánh tánh trong các thiện pháp thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh chánh tánh trong các thiện pháp thế nào là năm không khinh lời thuyết giảng không khinh người thuyết giảng không khinh tự mình có trí tuệ không đần độn không câm điếc tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Ba La Mã Kinh Quyết định tánh, chánh tánh thứ ba Tatiya Samatani Yama Sutta 153 Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? nghe pháp với tâm chê bai với tâm bị chê bai ám ảnh nghe pháp với tâm cật nặng tìm tòi khuyết điểm trong khi pháp được giảng tâm bị choáng váng bị chai soạn ác tuệ đần độn câm điếc không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh chánh tánh trong các thiện pháp thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh chánh tánh trong các thiện pháp thế nào là năm nghe pháp với tâm không chê bai không bị chê bai ám ảnh nghe pháp với tâm không cật nặng không tìm tòi khuyết điểm trong khi pháp được giảng tâm không bị choáng váng không bị chai soạn có trí tuệ không đần độn không câm điếc tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết thành tựu năm pháp này này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Bốn La Mã Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn Thứ Nhất Bathama Sadama Samosa Sutta 154 Năm Pháp Này các tỷ kheo đưa đến diệu Pháp Hỗn Loạn biến mất. Thế nào là Năm ở đây này các tỷ kheo các tỷ kheo không cẩn trọng nghe pháp không cẩn trọng học thuộc lòng pháp không cẩn trọng thọ trì pháp không cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp năm pháp này này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất năm pháp này này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú không hỗn loạn không biến mất Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo cẩn trọng nghe pháp, cẩn trọng học thuộc lòng pháp, cẩn trọng thọ trì pháp, cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm La Mã. Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn thứ hai Dutiya Sadama Samosa 155 Năm Pháp này các tỷ kheo đưa đến diệu Pháp Hỗn Loạn biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không học thuộc lòng Pháp, khí kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, vị tàng hữu Pháp, phương quản hay trí giải đây là pháp thứ nhất này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo không thuyết pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng đây là pháp thứ hai này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo không để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng đây là pháp thứ ba này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo không có đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng đây là pháp thứ tư này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo với tâm không tùy tầm, không tùy tứ, với ý không tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, vị tăng hữu pháp, phương quản hay trí giải. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo thuyết pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, đây là pháp thứ hai này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú không hỗn loạn không biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng đây là pháp thứ ba này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú không hỗn loạn không biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng đây là pháp thứ tư này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú không hỗn loạn không biến mất lại nữa này các tỷ kheo các tỷ kheo với tâm tùy tầm tùy tứ với ý tùy quán pháp như đã được nghe như đã được học thuộc lòng đây là pháp thứ năm này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú không hỗn loạn không biến mất năm pháp này này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Sáu La Mã Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn Thứ Ba Tatiya Sadama Samosa Sutta 156 Năm Pháp này các tỷ kheo đưa đến diệu Pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển bị nắm giữ sai lạc với những văn cú đặt sai lầm. Này các tỷ kheo, với văn cú đặt sai lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người khó nói, đầy đủ những tánh khiến họ trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy đây là pháp thứ hai này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất lại nữa này các tỷ kheo đối với các tỷ kheo nghe nhiều thánh giáo được trao truyền là bậc trì pháp trì luật trì toát yếu các vị ấy không cẩn trọng để cho các người khác nói pháp do duyên này của họ khế kinh như bị đứt gốc không còn là chỗ nương tựa đây là pháp thứ ba này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão là những vị sống đầy đủ, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những người sống đầy đủ, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỷ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự thanh trừng lẫn nhau, có sự tận xuất lẫn nhau ai không có tịnh tính không tìm được tịnh tính và những ai có tịnh tính có thể đổi khác đây là pháp thứ năm này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất năm pháp này này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất năm pháp này này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp an trú không hỗn loạn không biến mất thế nào là năm ở đây này các tỷ kheo các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển, được nắm giữ tốt đẹp với những văn cú được phối trí chân chánh và ý nghĩa được hướng dẫn chân chánh. Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người dễ nói, dễ kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều, thánh giáo được trao truyền, là bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Các vị ấy cẩn trọng để cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt gốc, là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão không sống đầy đủ không biến nhát từ bỏ gánh nặng đọa lạc dẫn đầu trong đời sống viễn ly hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt chứng đắc những gì chưa chứng đắc chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ và quần chúng về sau sẽ đi theo tri kiến của họ họ cũng trở thành những người không sống đầy đủ không biến nhát từ bỏ gánh nặng đọa lạc dẫn đầu trong đời sống viễn ly hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi chúng tăng hòa hợp, này các tỷ kheo, không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh trừng lẫn nhau, không có sự tận suất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính, tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính, không có đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Bảy La Mã Kinh Ác Thuyết Dukatha Sutta 157 Lời nói của năm hạng người này các tỷ kheo là ác thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? Nói về tính với người không tin này các tỷ kheo là ác thuyết. Nói về giới với người có ác giới là ác thuyết. Nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết. Nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về tính với người không tin là ác thuyết? Người không tin, này các tỷ kheo, khi được nói về lòng tin liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin do nhân duyên ý không có hỷ và hân hoan do vậy nói về tính với người không có lòng tin là ác thuyết và này các tỷ kheo tại sao nói về giới với người có ác giới là ác thuyết người có ác giới này các tỷ kheo khi được nói về giới liền tức tối phẫn nộ hiềm khích mất bình tĩnh biểu lộ phẫn nộ sân hận phiền muộn vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan Do vậy, nói về giới với người có ác giới là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết? Người nghe ít, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn, vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết? Người sang tham, này các tỷ kheo, khi được nói về bố thí liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ bố thí, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết? Người ác tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ, liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ trí tuệ, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. Lời nói của năm hạ người này là ác thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Lời nói của năm hạ người này là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người thế nào là năm thuyết về tính cho người có lòng tin này các tỷ kheo là thiện thuyết thuyết về giới cho người giữ giới là thiện thuyết thuyết về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết thuyết về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết và này các tỷ kheo tại sao thuyết về tính cho người có lòng tin là thiện thuyết người có lòng tin này các tỷ kheo khi được nói đến tính thì không tức tối không phẫn nộ không hiềm khích không mất bình tĩnh không biểu lộ phẫn nộ không sân hận không phiền muộn vì sao vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ lòng tin do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan do vậy nói về tính với người có lòng tin là thiện thuyết và này các tỷ kheo tại sao nói về giới cho người giữ giới là thiện thuyết người giữ giới này các tỷ kheo khi được nói đến giới thì không tức tối không phẫn nộ không hiềm khích không mất bình tĩnh không biểu lộ phẫn nộ không sân hận không phiền muộn vì sao vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ giới do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan do vậy nói về giới với người có giữ giới là thiện thuyết và này các tỷ kheo tại sao nói về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết người nghe nhiều này các tỷ kheo khi được nói đến nghe nhiều thì không tức tối không phẫn nộ không hiềm khích không mất bình tĩnh không biểu lộ phẫn nộ không sân hận không phiền muộn vì sao vì rằng vị ấy thấy tự mình có nghe nhiều do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan do vậy nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện thuyết và này các tỷ kheo Tại sao nói về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết? Người bố thí, này các tỷ kheo, khi được nói đến bố thí thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có bố thí do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết và này các tỷ kheo tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyết người trí tuệ này các tỷ kheo khi được nói đến trí tuệ thì không tức tối không mất bình tĩnh không biểu lộ phẫn nộ không sân hận không phiền muộn vì sao vì rằng vị ấy thấy tự mình có trí tuệ do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan do vậy nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện thuyết lời thuyết của năm hạng người này này các tỷ kheo là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người tám la mã kinh sợ hãi saraja sutta một trăm năm mươi tám thành tựu năm pháp này các tỷ kheo tỷ kheo rơi vào trong sự sợ hãi thế nào là năm ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo không có lòng tin giữ ác giới, nghe ít, biến nhát và ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo rơi vào trong sự sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có sợ hãi. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, tin cần, tin tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có sợ hãi. Chính La Mã Kinh Tôn Giả Udaji Udaji Sutta 159 Một thời thấy Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Goshita. Lúc bấy giờ, Tôn Giả Udaji có hội chúng cư sĩ đông đảo đoan vây đang ngồi thuyết pháp. Tôn Giả Ananda thấy Tôn Giả Udayi có hội chúng đông đảo đoan vây đang ngồi thuyết pháp. Sau khi thấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Udaji, có hội chúng cư sĩ đông đảo đoan vây đang ngồi thuyết pháp. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này ananda sau khi nội tâm an trú được năm pháp mới nên thuyết pháp cho các người khác thế nào là năm ta sẽ thuyết pháp tuần tự thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Mười La Mã Kinh khó trừ khử. Dupati Vinodaya Sutta 160 Năm Pháp này khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử. Sân khởi lên, thật khó trừ khử. Suy khởi lên, thật khó trừ khử. Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử. Tâm lang thang, thật khó trừ khử năm pháp này đã khởi lên này các tỷ kheo thật khó trừ khử